Xin chào các bạn, mình giới thiệu các bạn cái bẫy lồng bẫy rắn. Đây là cái lồng bẫy rắn. Lồng bẫy rắn này là làm bằng cái lưới inox. Lưới inox các bạn nhé, rất cứng. Mà phải cái lưới cứng vì ta không làm khung sắt thì ta phải làm bằng cái loại thép cứng. Đây là cái inox không han. Đấy, để nóng mưa là không han, rất là bền. Về cấu tạo chung thì nó như này, làm một hình hộp vuông như này. Chiều rộng này là 15 phân, chiều cao này là 10 phân, chiều dài này là 80 phân. Bên trong đặt một cái chai nhựa để đựng nước, để khi con rắn nó vào thì nó có nước nó uống. Hai ba hôm thì mình đi kiểm tra thì nó không chết. Thế còn hai đầu là hai cái hòm. Cái hòm thì làm hai mảnh, cũng bằng cái thép inox này, cũng bằng cái lưới này. Và không cần lò xo các bạn, nó sẽ tự đàn hồi. Mình định vị một cái nút buộc ở đây, ở bên này một cái nút ở đây, thì nó tự nó đàn hồi, vào thì nó mở ra, còn khi ra thì nó đóng lại. Đầu bên này cũng vậy, chui vào thôi chứ không quay ra được. Khi đi đặt bẫy thì ta phải bọc toàn bộ cái phần này là bằng cái vỏ bao xi măng. Thế còn chỉ để ở hai đầu này để chống thôi. Còn cái mồi để dụ con rắn ấy thì ta có thể đặt con chuột, cho độ hai con chuột hoặc là hai con cóc vào trong này. Thế chiều nay là tôi đặt bẫy thì tôi sẽ giới thiệu các bạn, tôi sẽ cho cóc hoặc cho chuột vào thì tôi sẽ bọc. Tôi sẽ giới thiệu các bạn là cách đi đặt ở chỗ nào để cho được bắt được rắn. Nói chung cấu tạo thì rất đơn giản thôi. Khi ta làm cái này, hôm nào tôi sẽ làm một cái video để giới thiệu các bạn là cách làm. Cách làm thì ta mua một cái ấy thôi, mua một cái lưới bằng inox. Cái khổ của nó là 80 phân, xong rồi ta cắt, ta cộng chu vi lại, ta cắt này 10 này, 20 này, 15 với 15, 30 nữa là 50 phân, nhưng mà ta cắt dư thêm một mắt để ta đánh vòng vào đây để thành cái chỗ nối khâu lại. Đấy, bằng chính luôn cái sắt của nó, chính luôn cái mắt của nó. Thế ta chỉ cần cắt 50 phân thôi và dư một mắt thôi, thế là được. Thế còn hai đầu này là nó ấn định sẵn đây rồi. Và hôm nào tôi sẽ làm một cái video, tôi làm cái lồng thì giới thiệu cùng các bạn, chúng ta cùng chia sẻ nhá. Để đây là một cái thú vui săn bắt để giải trí thôi. Ta có thể là những cái gia đình mà người ta cần bảo mình đến bắt những cái con rắn nó ở trong vườn, ở trong nhà ấy. Mình bắt xong mình mang đi, mình thả ra môi trường, mình thả ra cái chỗ mà ít dân cư để tránh cái rắn nó cắn người hoặc là cắn các loại vật nuôi ở trong gia đình. Đó là với cái mục đích là như vậy các bạn ạ. Giờ bắt rắn ở trong khu dân cư để thả ra ngoài môi trường để cho nó khỏi cắn những cái động vật nuôi hoặc là cắn vào người. Thế thôi. Chiều nay tôi sẽ cho mồi vào đây và tôi sẽ đi đặt, thì sẽ giới thiệu cùng các bạn ở trong cái clip sau.
Xin chào các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Và nhớ ấn đăng ký và chia sẻ để ủng hộ và giúp mình nhá. Xin chào các bạn.